nay mình muốn giới thiệu với mọi người món ăn rất là đặc biệt tại một cái con hẻm ở đường Đồ Ngon Bơ, quận 4. Món ăn rất là nổi tiếng ở trong cái hẻm này đã bán lại và rất là đông khách nha. Và nó ngon như thế nào, mời con chú chị mình cùng review với Nick nha. Đây là nồi nước lèo nhìn rất là hấp dẫn cô chú anh chị và các bạn ơi. Trong nồi nước lèo này có trứng cuộn nè, có phèo và nấm củ cải nữa. Nghe cái mùi bốc lên rất là hấp dẫn luôn. Đây là món mì khô thập cẩm nè. Nick thấy là đa số mọi người gọi món này tí nữa Nick sẽ gọi ăn thử nha. Nhìn thấy là khá hấp dẫn nha cô chú anh chị và các bạn. Mì khô. Cái bên là có cái tô đựng mấy cái đồ ăn nhìn rất là hấp dẫn. Tí nữa gọi ăn. Phải ăn thử món này được. Quán này khá là nổi tiếng cũng lâu rồi nhưng mà Nick bây giờ mới tìm hiểu và có dịp để ghé qua để review và muốn ăn thử. Nhìn hấp dẫn quá, tí nữa ăn thử nha cô chú anh chị và các bạn. Ngoài món chính là hủ tiếu á, hoặc là mì ở đây thì xung quanh có những cái món phụ như là há cảo xíu mại mình có thể ăn thêm nữa các bạn, trong khi chờ đó, tại vì quán khá là đông thì mình có thể chờ hủ tiếu hoặc mì nó hơi lâu một tí đó, mình có thể ăn thêm món phụ trước nha, món này quá đói rồi. Và bây giờ món ăn chính của mình đã đến rồi. Đây là một tô mì khô xá xíu nè. Rồi kế bên là có một cái tô nước. Và đựng kèm theo những món khác linh tinh nữa nè.
Hay tôm mì khô nhìn rất là hấp dẫn nha cô chú anh chị nha. Trong tôm mì khô này có xá xíu nha, nhìn cũng khá là ngon nha. Và ở trên xá xíu thì có những cái tóp mỡ topping ở trên đó, nhìn nghe là thấy hấp dẫn rồi. Nhìn lại nè, tóp mỡ. Wow, hấp dẫn quá. Cái tô nước này sẽ đựng là mình thấy ở trong tô nước này có hai con tôm là wow, mực nữa nè. Rồi trứng cuộn nha. Wow. Rồi đồ lòng. Rồi nấm và củ cải nữa. Cái nước hầm chắc là rất là ngon đây. Còn cái sợi mì nè, nhìn nó vàng ống rất là đã luôn. Wow, thôi ăn nha, mời mọi người cùng thưởng thức với Nick nha. Bắt đầu ăn thôi, nhìn thấy đã thêm rồi. Sợi mì á nó mềm mềm dai dai, không quá mềm, không có bị bở rệt, ăn rất là ngon nha mọi người. Và cái tép mỡ nữa, mỡ trong này nè, mình trộn lên ăn rất là đã. Miếng thịt á sắc không có quá dày, cũng không quá mỏng, ăn vô rất là tươi, rất là ngon, rất đã luôn. Và đồng thời cái nước lèo á rất là thanh, ngọt ngọt mặn mặn, vừa nêm, uống vào ăn vào đã lắm mọi người. Nó bị nêm rất là vừa luôn. Và trong cái nước lèo, đương nhiên là nước lèo hủ tiếu Mỹ thường là có tí mỡ, nhưng mà nó không bị béo, không bị ngậy, ăn rất là ngon đó. Và đặc biệt trong cái nước lèo á, họ có hầm là có hải sản trong đó, có tôm, có mực, rồi có thêm là rất là có loại xương của heo nữa. Và có cái chất của củ cải nè, rồi chất của mực, cho nên nước rất là ngọt, rất là ngon. Phèo ăn đã luôn nha. Đã quá. Rất là giòn, rất là đã luôn. Bên trong có thịt bằm đó, vừa chín tới ăn rất là ngon luôn. Bye.
đã quá. Nước lèo đó, nó có chút hương vị của hành, hành lá và hẹ, lá hẹ đó, nghe mùi rất là đã luôn, thơm và rất là ngon mọi người. Uống trà đá không? Con có gọi trà tắc rồi. Gọi chưa? Rồi, nó uống sắp gì luôn. Ngon quá, ăn sạch luôn mọi người ơi, mọi người nhìn đây, hết sạch luôn rồi nè. Một ly trà tắc nữa, rất đã luôn. Quán hủ tiếu Mỹ Tho Dì Chính mang tên là hủ tiếu Mỹ Tho nhưng thật ra mọi người lại đến đây thích ăn cái món mì nhất. Bởi vì là món rất là ngon và nổi tiếng của quán ở đây. Và cô chú anh chị và các bạn nếu có đến quán này nên thử là cái món mì như Nick vừa ăn là mì khô, mì thập cẩm. Thì nó sẽ có một cái tô nước kế bên, trong đó là có tôm, mực, rồi đồ lòng, trứng cuộn, vân vân. Thì rất là ngon nha, giá cả tham khảo thì mọi người nhìn ở đây. Và địa chỉ là 538-51 đường Đoàn Văn Bơ thuộc phường 14, quận 4. Nằm trong hẻm, cũng hẻm rất là thoải mái, cũng rộng, có chỗ để xe nha. Buổi tối thì rất là đông, từ 6 giờ tối đến 8 giờ tối rất là đông. Mọi người nếu mà không muốn đông thì né cái giờ cao điểm này ra nha. Rồi, review cái món ngon của quận 4 tới đây là xin tạm dừng. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video clip kỳ sau. Cảm ơn tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Bye bye, chào tất cả mọi người.